100 trẻ thì có tới 90 trẻ là lười ăn. Còn bạn biếng ăn, mỗi lần cho con ăn phải mất hàng giờ đồng hồ, làm đủ các trò mà vẫn không thể ăn hết bát cháo. Điều đó làm cho trẻ gầy yếu, chậm lớn, suy nhược, sức đề kháng kém. Chính vì những điều trên, công ty trách nhiệm hữu hạn giống mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đã cho ra mắt dòng sản phẩm con cưng thứ hai, đó là Thuần Mộc Super Kit. Và những cái điều trên, các mẹ đừng lo lắng nhé, hãy để Thuần Mộc Super Kit giúp các mẹ nuôi con nhàn tênh. Với các thành phần nhập khẩu từ Pháp, bổ sung các tinh chất thiết yếu đầy đủ như vitamin B1, B2, B3, yến xào, lysine, enzyme, alpha amylase, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, nhanh hơn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe đề kháng và tiêu hóa tốt, đặc biệt tăng cân nhanh chóng và rất là an toàn. Với quy cách đóng gói cực kỳ tiện lợi, không cần pha, không cần kết hợp gì cả, chỉ cần cắt đầu gói ra là các con có thể dùng luôn được. Cam kết hiệu quả ngay trong 2 tuần đầu tiên, hoàn tiền 100% nếu không đúng như quảng cáo. An toàn, hiệu quả, không có chất cấm, sản phẩm trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP. Thanh Mộc Hương, sứ mệnh màu xanh. Vì sức khỏe cộng đồng giúp các mẹ chăm con một cách an toàn tiện lợi, các bạn hãy comment lại tình trạng của con để được giải đáp và tư vấn kỹ nhất nhé.